Tiến Linh lần nữa được gọi tên trong top cầu thủ xuất sắc châu Á. Trong kỳ AFF Cup 2022 vừa qua, tiền đạo Tiến Linh đã thành công đem lại dấu ấn trong lòng khán giả, xuất sắc đoạt danh hiệu vua phá lưới, cũng nhờ lần thể hiện đó đã giúp anh chàng lọt top 25 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2022. Đây không phải lần đầu tiên Tiến Linh được đề cử danh hiệu danh giá này. Mới đây, danh sách 25 cầu thủ có phong độ ấn tượng nhất châu Á 2022 chính thức được công bố trên Titan Sport. Nhật báo thể thao hàng đầu Trung Quốc, trong đó có cả tên của Tiến Linh, một cầu thủ rất được kỳ vọng tại Việt Nam. Không thể phủ nhận suốt một năm qua, anh chàng đã thi đấu cực ấn tượng, nhất là ở vòng loại World Cup 2022 với 8 bàn thắng, gồm 5 bàn ở vòng loại thứ hai và 3 bàn ở vòng loại cuối cùng. Trước đó vào tháng 10 năm 2021, anh chàng từng được AFC bầu chọn là cầu thủ châu Á xuất sắc nhất tháng. Dù là cấp câu lạc bộ hay khi khoác màu áo tuyển U23 Việt Nam, tuyển quốc gia Việt Nam, Tiến Linh cũng giữ được một phong độ chơi rất tốt. Chỉ trong năm 2022, anh có đến 19 bàn thắng bao gồm 9 ở V-League, 2 ở SEA Games 31 và 6 tại AFF Cup 2022. Giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Á được tờ Titan Sport thành lập vào năm 2013, cách thức bình chọn gần giống quả bóng vàng của tạp chí Frank Football. Thời điểm hiện tại, siêu sao Song Hyung Min, Hàn Quốc đang là người nhận được giải thưởng này nhiều nhất 7 lần. Riêng Tiến Linh, Anh hai lần được đề cử giải thưởng này. Ngoài ra Việt Nam còn có Quang Hải từng là top 25 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2018. Chỉ vài ngày trước Tiến Linh cũng lọt top 5 quả bóng vàng Việt Nam 2022. Hiện tại anh chàng cũng đang thể hiện quyết tâm hướng tới ngôi vua phá lưới V-League 2023. Chia sẻ với phóng viên Nam Tiền Đạo bày tỏ, với nhiều cầu thủ trẻ, kết hợp cùng các đàn anh có kinh nghiệm, Bình Dương sẽ mang đến những trận đấu đẹp mắt cho khán giả. Là tiền đạo Linh vẫn đặt mục tiêu vua phá lưới tại V-League 2023. Có thể thấy Tiến Linh đang ngày càng trưởng thành hơn, cách thi đấu của nam cầu thủ cũng không ngừng tiến bộ từng ngày, chắc chắn trong tương lai anh chàng sẽ còn đạt được nhiều thành tích đáng tự hào hơn nữa.